Thần chết xử tội. Ồ, con trai đỡ đầu của ta vẫn chăm chỉ làm việc. Xin chào con trai của ta. Cha nuôi, con chào cha. Ta rất bận rộn, mà nhìn thấy con chăm chỉ làm việc, ta rất lấy làm hài lòng. Thưa cha, lâu nay con vẫn chăm chỉ làm lụng, nhưng cuộc sống vẫn không khá lên. Nào là hạn hán lũ lụt, rồi lúc ốm lúc đau. Con vẫn còn trẻ, cần phải kiên trì. Cha đỡ đầu, cha là thần chết, quyền năng vô hạn, cha có thể giúp con được không? Xin người hãy dùng quyền năng của người giúp con có một công việc đỡ vất vả hơn và có thu nhập cao hơn. Thôi được, ta sẽ giúp con trở thành một thầy thuốc. Đây là loại thuốc thần kỳ, có thể cứu mạng người. Khi dùng nó, con phải đặc biệt tuân theo quy tắc của ta. Vâng, xin cha cứ nói cho con nghe, con phải làm những gì? Khi có ai đó ốm nặng, gọi con cứu chữa, ta sẽ báo cho con biết người đó có cứu được hay không. Nếu ta đứng ở phía đầu giường của người bệnh, thì con hãy lấy thuốc này cứu người. Còn nếu ta đứng phía chân của người đó, thì sinh mệnh họ đã kiệt, con nhất định phải tuân theo nguyên tắc này đấy. Vâng, con nhớ rồi ạ. Chẳng bao lâu sau, khả năng chỉ nhìn một thoáng là biết người đó sẽ sống hay chết của chàng thanh niên đã đồn đi khắp chốn trăm nơi. Danh tiếng của anh càng vang xa, sự giàu có của anh cũng càng tăng lên. Việc tốt mà anh đã làm khiến anh được yêu mến, tôn trọng. Người này sẽ sống, tôi sẽ sắc thuốc cho anh ta. Cảm ơn thần y, cảm ơn. Rồi một ngày nọ, danh tiếng của anh vang đến tai nhà vua. Hãy xem bệnh cho ta. Trời, toàn những thứ có trong mơ ta cũng không thấy. Nếu ngươi có thể giúp ta khỏe lại, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Ngươi muốn vàng, bạc hay kim cương, ta đều có hết. Vâng, thưa đức vua. Trời ơi, nếu đức vua lại không thể sống tiếp, thế thì mình cũng chẳng có tiền bạc hay trọng thưởng gì nữa. Nếu mình vẫn cứu nhà vua thì thần chết sẽ rất bực. Nhưng ông ấy là cha đỡ đầu của mình cơ mà, ông ấy sẽ thương mình bỏ qua cho mình chứ. Thưa đức vua, tiểu dân có thuốc chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho người. Người quả đúng là thần y, ta nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho nhà ngươi. Cảm ơn bệ hạ. Thưa đức vua, nguy rồi, nguy rồi. Công chúa đột ngột đổ bệnh rồi. Sao cơ? Còn sao thế này, con gái của ta? Tại sao cha cứ đứng cuối chân giường vậy? Vì sinh mệnh đã kiệt, không thể cứu được. Lần này con đừng phạm lỗi nữa, nếu không hậu quả khó lường đấy. Thần y, hãy mau đến cứu công chúa của ta. Nếu người cứu được, ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Ngươi sẽ được thừa hưởng cả vương quốc của ta. Gả công chúa và thừa hưởng cả vương quốc ư? Hãy cho công chúa uống thuốc này. Phụ hoàng, con gái ta, may quá, con tỉnh rồi. Đây là đâu thế này? Đây là nơi giữ những ngọn lửa sinh mệnh. Mỗi một ngọn lửa là sinh mệnh của một con người. Đây chính là ngọn lửa sinh mệnh của con, nhưng nó sắp tắt rồi. Mỗi người chỉ có một ngọn lửa sinh mệnh. Con đã dùng sinh mệnh của mình để thắp sáng ngọn nến sinh mệnh của công chúa. Giờ đến lượt con. Trời ơi, không thể nào. Con còn chưa được hưởng vinh hoa phú quý. Con còn chưa được sống và cai trị vương quốc. Làm sao con có thể chết được? Cha hãy mau nghĩ cách cứu con. Xin cha hãy lấy ngọn lửa sinh mệnh của người khác thắp tiếp ngọn lửa sinh mệnh của con. Người là cha đỡ đầu của con cơ mà. Con trai của ta,
con đã trở nên ích kỷ và tham lam, luôn mong được sống sung sướng như thế từ bao giờ. Con dám bất chấp phá bỏ mọi quy tắc ta đã dặn dò. Dù con là con của ta, ta cũng không thể bất chấp công bằng mà lấy đi mạng sống của người khác vì con được. Đây là kết quả của những sự tham lam, ích kỷ của con mà thôi. Không! Bức tranh đẹp nhất. Bên phòng triển lãm đòi tăng giá mặt bằng lên gấp đôi. Những phòng triển lãm khác đều kín chỗ trong 2 tháng tới. Nhóm chúng ta đã hết sạch tiền, tất cả đều đổ vào việc gia công sản phẩm trưng bày. Nếu không tổ chức được buổi triển lãm, công sức của cả nhóm sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đồ án về trang trí nội thất của chúng ta đều đạt loại ưu. Thầy giáo đã nói, chỉ cần những mẫu thiết kế này được giới thiệu rộng rãi tới công chúng, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tìm tới. Phải xoay bằng được tiền để tổ chức triển lãm. Đúng, bằng mọi giá. Tớ có ý này. Ý tưởng của các bạn rất tuyệt. Những bức tường màu trắng trong bệnh viện đúng là quá buồn tẻ đối với những bệnh nhi. Một không gian tươi sáng và sinh động chắc chắn sẽ có tác động tích cực đối với việc điều trị cho các em. Vâng ạ, nếu bác sĩ đã đồng ý, chúng cháu sẽ tiến hành phủ tranh lên tất cả những bức tường trong bệnh viện. Trước mắt là sẽ ngoài hành lang, sau đó sẽ là cầu thang, rồi trong các phòng bệnh ạ. Được, cứ như thế nhé. Nếu cần giúp đỡ gì, hãy gọi cho tôi. Cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều. Các anh chị vẽ đẹp quá ạ. Lúc nào em cũng ước mơ được lạc vào thế giới cổ tích như thế này. Em cũng ước mơ sau này lớn lên sẽ làm họa sĩ đấy. Thế à, bao giờ khỏi tay, em vẽ cùng các anh chị nhé. Em không biết có khỏi không nữa. Bác sĩ nói còn phải trị liệu rất lâu. Em cố gắng nhé, nhất định em sẽ khỏi và sẽ trở thành họa sĩ đấy. Ý tưởng vẽ tranh trên tường bệnh viện của các bạn từ đâu mà có? Thưa các anh chị nhà báo, tất cả đều bắt đầu từ sự đồng cảm của chúng tôi. Niềm vui cho đi, niềm vui nhân lên, nỗi buồn được sẻ chia, nỗi buồn vơi đi vài phần. Chính vì suy nghĩ này khiến chúng tôi đã bắt tay vào việc phủ tranh cho những bức tường bệnh viện. Đúng vậy, bằng những bức tranh sinh động này, chúng tôi hy vọng các em nhỏ có thể vơi đi nỗi lo sợ bệnh viện và được tiếp thêm niềm vui, niềm hy vọng. Sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục phủ tranh tới những bệnh viện khác trong thành phố chứ. Đó là mơ ước của chúng tôi. Nếu tài chính cho phép, chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn việc chỉ phủ tranh trên tường. Ví dụ như ở đây, chúng ta có thể dựng một sân chơi với nhiều trò chơi thú vị cho các em nhỏ. Vâng, ý tưởng thì rất nhiều, nhưng mà để thực hiện hóa ý tưởng thì chúng tôi cần thêm nhiều sự hỗ trợ từ xã hội. Cậu đã tổng kết xong những số tiền chuyển qua tài khoản chưa? Còn Lan, số tiền mặt chúng ta nhận được là bao nhiêu? Đây, cậu xem nè. Từ sau khi lên TV kêu gọi các nhà tài trợ, đã có rất nhiều người ủng hộ chúng ta. Số tiền trong tài khoản vẫn đang tăng lên đây nè. Trong mơ mình cũng không nghĩ mọi việc lại dễ dàng thế này. Cách này của các cậu hiệu quả quá. Chúng ta phải gấp rút tổ chức triển lãm thôi. Coi như đây là thù lao cho công sức của cả nhóm chúng ta. Chừng nào tổ chức xong triển lãm, chúng mình sẽ quay lại, tiếp tục vẽ tranh lên các bức tường trong bệnh viện cho tụi nhỏ. Ừ, đúng rồi đấy. Đại học Mỹ thuật ứng dụng. Nè, tớ nhận được 2 cuộc hẹn gặp rồi đấy. Các cậu thế nào? Bọn tớ mỗi người được 1. Yeah! Vâng, tôi là Nam ạ. Bệnh viện ạ? Việc vẽ tranh trên tường. À, cái này phải đến tháng sau chúng tôi mới có thời gian trống. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc lại sao ạ? Độ này bận quá, mấy cái hợp đồng chưa làm xong. Thế mà bao nhiêu bệnh viện cứ gọi tới nhờ mình tới vẽ tranh. Ừ, rắc rối thật đấy. Công việc đó chỉ là bàn đạp cho chúng mình thôi mà. Chừng nào xong việc thì mình mới tới bệnh viện được nhỉ? Nếu chúng mình đến vẽ ở bệnh viện này, sẽ lại có bệnh viện khác nhờ, sẽ chẳng còn thời gian mà làm việc kiếm tiền.
Tôi có một việc muốn nhờ các bạn. Về thù lao, tôi sẽ trả đúng như con số các bạn yêu cầu. Công việc cụ thể của chúng tôi là gì ạ? Hãy phủ ranh lên tất cả những bệnh viện nhi, khoa nhi trong thành phố này. Công việc đó... Không phải ngài cần người thiết kế nội thất sao? Tôi biết các bạn là những nhà thiết kế nội thất tài năng. Bố! Đây là... Con trai của tôi đó. Những bức tranh trong bệnh viện của các cậu đã khiến thằng bé cứng đầu này đồng ý trị liệu. Em sắp tự đi được rồi. Thật ra, thưa ngài, mục đích ban đầu của chúng tôi không phải... Tôi hiểu. Chính tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Các bạn cũng không thể hít không khí để làm nghệ thuật được. Tôi thấy hổ thẹn. Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đã quá tham lam mà bỏ qua giao ước ban đầu. Chúng tôi sẽ đi phủ tranh ở các bệnh viện như đã hứa. Hoàn thành công việc đó xong, chúng tôi mới tiếp tục sự nghiệp của mình. Khá lắm các bạn trẻ, có tài và tâm nữa. Các bạn chắc chắn sẽ thành công. Cậu bé nhặt ve chai. Liêu Liêu, lát chị sẽ chơi một mình. Em không cần nhé, em có ô tô chơi rồi. Đợi chị, cho chị chơi ô tô với. Hai đứa lại gần đây, không được đuổi nhau như thế chứ. Mẹ ơi, con muốn ăn bim bim. Con muốn ăn kem. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Của hai đứa đi, ăn từ từ thôi nhé, để bố mẹ còn trải thảm. Vâng ạ. Đợi em với. Không, chị thích ăn một mình cơ. Xong rồi, hai đứa lại đây ngồi với bố nào. Con thích ngồi cạnh bố cơ. Được rồi, để hai chị em lại gần đây. Chị ngồi bên trái, em ngồi bên phải, được chưa? Dạ, được ạ. Cả nhà mình cùng ăn kim báp nào. Còn nữa. Chin chin, xe ô tô của em đang đi đây. Đợi em búp bê của chị với. Cho em ấy ngồi trên xe ô tô của em nhé. Không, em không thích. Mẹ ơi, em Tùng không cho con chơi cùng. Hai chị em cùng chơi đi. Nếu không ngoan, lần sau bố mẹ không cho đi chơi cùng đâu. Đấy, em nghe mẹ nói chưa? Trong lũ nhóc này cũng mệt thật đấy anh ạ. Mệt nhưng cũng vui mà em. Anh này, em thấy đứa trẻ kia lạ lắm. Lạ gì đâu, nó chỉ là đứa trẻ đi lượm ve chai thôi mà. Không, em để ý từ lúc nhà mình tới đây, nó cứ lấm lét nhìn mình mấy lần rồi. Không biết nó định làm gì, hay nó định lợi dụng lúc nhà mình sơ hở để cướp gì đó. Em cứ định kiến thế. Anh thấy mặt mũi thằng bé cũng tử tế đấy chứ. Anh cứ chờ mà xem nhé. Ôi, nó định lấy dép của con nhà mình. Kìa em, cứ từ từ đã. Anh đợi đến lúc nó lấy hết đồ nhà mình chạy đi rồi mới tới ư? Em xem kìa. Thằng nhóc làm vậy, còn con mình thì tí nữa phải cho các con hiểu là không được coi thường người nghèo. Em... Suýt chút nữa em rách nhầm thằng bé rồi. Còn nhỏ vậy mà ý thức có khi còn hơn người lớn chúng mình ấy chứ. Lát nữa em sẽ nhắc nhở hai đứa con nhà mình để chúng có tinh thần tự giác và ý thức cao như cậu bé đó. Con ma tốt bụng. Hôm nay thế nào? Tối nay có một ông già bị tớ dọa cho. Sợ quá tè cả ra quần đấy. Thế đã là gì? Tôi còn dọa được ba người cơ. Có thế mà cũng khoe. Các cậu chỉ làm được đến thế thôi hả?
lại là Gôn. Ai chẳng biết cậu có thứ quyền năng đặc biệt, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Thế còn các cậu có sợ tớ không? Ôi, tha cho bọn tớ đi Gôn, chúng tớ biết cậu bản lĩnh rồi mà, cậu đừng biến nữa. Có thế chứ, ta mới là con ma đáng sợ nhất, hiểu chưa? Đúng, đúng thế, chúng tớ biết mà. Lũ người dạo này bị mình dọa nhiều quá, không dám ra đường hay sao mà không thấy một móng nào thế này. Kìa rồi. Chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, thế này thì chỉ cần nhìn thấy mình thôi là nó đã sợ chết khiếp rồi, còn thú vị gì nữa. Thôi kệ, dù sao có cũng còn hơn không. Ôi! Biết ngay mà, chắc nó ngất rồi. Này, cậu ở đâu chui ra đấy? Hả? Nó không sợ mình sao? Ta là ma đây. Ma? Cậu là ma sao? Đúng, ta là ma đây. Có sợ không? Ma gì mà chẳng đáng sợ tẹo nào. Tại sao lại thế? Mình vốn là một con ma đáng sợ mà, sao thằng nhóc này lại dửng dưng thế nhỉ? Tôi cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ, cũng thú vị đấy. Thằng bé này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hừ, để xem mi còn thấy thú vị nữa không. Sao, đã thấy nỗi sợ khủng khiếp chưa? Hoan hô, hoan hô, biểu diễn hay lắm. Cái quái gì vậy? Thằng nhóc này không biết sợ sao? Không được, mình nhất định phải làm cho nó sợ. Hay quá, hay quá. Không thể thế được, thằng bé này. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Tại sao mình không thể làm nó sợ được chứ? Lâu lắm rồi tớ mới được vui vẻ như thế này. Cảm ơn cậu nhé, con ma tốt bụng. Cảm ơn tôi? Tốt bụng ư? Tôi không hiểu, tại sao cậu lại không sợ tôi? Trái lại cậu còn rất vui vẻ nữa. Cậu không biết tôi là ma sao? Chẳng phải trên đời này chết mới là điều đáng sợ nhất sao? Tôi sắp chết rồi. Cậu... Hôm trước tôi nghe mẹ nói chuyện với bố, tôi mắc bệnh nan y gì đó, ngày mai tôi sẽ phải phẫu thuật. Có lẽ tôi sẽ chết, nhưng họ giấu tôi không nói. Vì vậy đối với tôi bây giờ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Thật sự hôm nay gặp cậu tôi thấy vui lắm, cậu rất đáng yêu. Tôi sợ lắm, tôi sợ chết lắm. Cậu... Thôi nào cậu nhóc, đừng khóc nữa. Tôi rất muốn được tiếp tục sống, được chơi với cậu nhiều hơn nữa. Tôi rất thích cậu. Không ngờ một con ma đáng sợ như mình lại có thể làm cho một cậu bé sắp chết vui vẻ đến thế. Cậu bé thật tội nghiệp. Liệu mình có nên làm thế không nhỉ? Đây là quyền năng đặc biệt mà ta ban cho con. Có nó, con có thể biến ra bất cứ hình thù gì con muốn, khiến ai ai khi gặp con cũng phải sợ hãi. Được, mình sẽ làm vậy. Đây là viên ngọc đặc biệt, nó sẽ khiến cậu có thêm sức mạnh để vượt qua mọi chuyện. Tôi tặng cậu nè. Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy khỏe mạnh thế này, không còn mệt mỏi tí nào nữa. Ngày mai chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp. Cậu chắc chắn sẽ sống và chúng ta sẽ lại chơi cùng nhau. Thật vậy sao? Tôi có phép thuật mà, cậu còn không tin tôi sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu đúng là một con ma tốt bụng và đáng yêu. Làm người khác vui chẳng phải có ích hơn là làm người ta sợ sao? Cho dù mình đã mất đi quyền năng, không còn đáng sợ như trước nữa, nhưng mình lại cảm thấy rất hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc khó tả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.